Hello, xin chào tất cả mọi người, và trong trận đấu này mình tiếp tục sẽ lao danh cao thủ với vị tướng Zephyr Thiệp Si Bí Ngô. Đó, tính ra thì trong trận đấu này tùy thuộc vào trận đấu thôi thì trận này là Thỏ Slim sẽ đi đường rồng rồi, mang tê tái, mang chừng trị đi rồng và mình sẽ là đi rừng nhá. Đội hình có Slim, Zephyr, Zuka, Oma và Alice. Đối phương có Zil, Quyền Vương, Telnat, Wonder Woman và Mina. Thật ra thì đội hình đối phương và đội hình mình thì khá là cân bằng. Nhưng mà được cái thì anh em thấy là khi mà có Zuka là một lợi thế, khi mà có thể một combo một mạng với Telnat hoặc là Quyền Vương đấy. Slim sẽ là một vị tướng late game bá đạo, kèm theo là Oma có khả năng khống chế, Alice khống chế cao mà đối phương không có Vitroner, không có hóa giải khống chế gì hết. Có Zil máu khá giấy, Quyền Vương giấy, Telnat khá là giấy, nhưng mà được cái là bảo kê với Wonder Woman rất là trâu bò và Mina khống chế cao. Ok, và không biết trận đấu này ra sao thì ok, vào trận đấu rồi. Rồi, và trang bị cho vị tướng Zephyr này mình sẽ để ở cuối game nha anh em. Các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để ở cuối game, khi mà mình vào cái sảnh ở hàng chờ ấy, rồi cho anh em có thể theo dõi được dễ hơn. Chứ còn trong trận đấu này mình tập trung đánh là chính thôi, còn mình không giới thiệu qua về các trang bị đâu. Ok, và trang bị đầu tiên đi rừng thì luôn luôn đó là một cái trang bị về tốc độ đánh, đó là kiếm truy hồn, hoặc là anh em có thể lên cái Leviathan. Nhưng thật ra mình thích lên cái kiếm truy hồn. Ơ cái gì đây, what the hell, trời ơi, trời ơi, đừng có cướp em. Trời ơi, Quyền Vương ơi, có ai đang nhìn map không? Ai nhìn map à? Trời, có Oma có Alice kìa, mù hết rồi à, chán chưa? Thôi, mất tôi cắm tay tái rồi, hay quá đồng đội ơi, khổ quá, không ai đâu hỗ trợ tôi, chán luôn, không để ý map gì cả. Rồi chơi luôn này, lên mảng đây. Đồng đội tôi tới rồi, chạy đâu được nhờ, chạy đâu được em ơi. Này thì Wonder Woman chị chạy đâu, này thì trâu bò này, double kill, thích cướp bùa. Rồi ạ, mới leo vào đầu thôi mà sang kéo hẳn hai người ra cướp. Mình công nhận được đồng đội mình mãi không nhìn thấy gì cả, mình tập hợp ngoài cả mồm ra ấy, ấn ngoài hết cả tay mới nhìn ra, trời ạ. Mà dù sao được hai mạng là thơm rồi, kiểu dọa đấy, kiểu dọa như thế ấy. Ok, đã được hai mạng thơm ngon này thì hết thọt anh em. Hai mạng đầu tiên là anh em sẽ được 400 vàng với đâu, mạng chiến công đầu là được 300 vàng đấy. Cộng thêm mạng thứ hai là 200 vàng, 500 vàng rồi, mua đồ thì tôi chấm mết. Bây giờ lượng vàng của mình bây giờ là quá nhiều. Con bùa đỏ tôi đồ bắt đờ heo, thanh niên đoán mất rồi, chán thật. Khổ quá, có mấy con bùa đỏ thôi. Mất bùa đỏ thì làm ăn được cái gì. Nhưng mà thật ra thì rừng vô cùng là cần bùa đỏ khi mà farm đỡ thuật nha. Nhưng mà đối với Zephyr này, tập trung anh em cố gắng cướp bùa xanh của Zephyr trong trận đấu này, thì nhìn là phế thật sự luôn. Bộ kỹ năng của Zephyr là sẽ sử dụng bộ kỹ năng vô bộ kỹ năng của vị tướng này thì thật ra thì dùng tốn mana vô cùng đấy. Nào đây đây, lướt chiêu rồi hết tung thôi, không kịp rồi, nửa cây rồi vẫn chạy được kìa. Bộ kỹ năng của nó tốn mana, vậy nên là ví dụ mà bị cướp mất bùa xanh thì tôi thật sự thì hơi bị nản anh em ơi. Cướp bùa xanh một phát thì chắc chắn nó phế rồi. Thế nên vừa xong cái gì đấy, kìa hàng kìa ông ơi, có ai nhìn thấy trong bụi này không? Trời ơi, mất bùa rồi, chán thật sự luôn, phế rồi đấy. Mình vừa mới nói xong Zephyr mà bị cướp bùa trắng trợn, công nhận là đối phương cũng đánh khá hay khi mà biết được rằng nếu mà cướp được bùa xanh thì Zephyr sẽ phế rồi. Mình chắc chắn là phế rồi, trời ơi, không có bùa xanh thì đánh giống cái gì đây. Anh em thử đánh Zephyr từ xem, không có bùa xanh thật sự quá là phế vật luôn, khi mà bộ kỹ năng nó dùng liên tục mà rất là tốn. Ta đánh một tí đã phải biến về, đây có hàng đánh nhau thì ghê thế. Đánh nhau thì mà không đợi tin thì đang cướp bùa mà làm mất hai mạng rồi, không lãi một chút nào, kiếm được con bùa. Đây là chơi luôn này. Này, ôi, vẫn chạy thôi. Quản lý bị lỗi quá, lỗi thật sự. Thì thoảng anh em thông cảm cho mình nha, tại vì là không ai chơi, không có kiểu là không bao giờ lỗi cả, kể cả những cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có khi lỗi, mình thì mình cũng lỗi thôi. Và đây xem là rình mò mò phát này mà không bắt được thì thôi đấy. Nào, lướt phát này, lướt phát, chiều cuối, chiều 2, ôi trời ơi, còn tị này, có tê tái là chắc chắn chết rồi. Trời ơi, mất hơn nửa cây máu, lỗ vốn thật sự luôn. Mình phục mất bao nhiêu thời gian ở cái khu vực đứng giữa mà không hạ được. Căn bản là Quyền Vương rất là khó bắt vì cái chiêu cuối của Quyền Vương có khả năng là di chuyển rất xa. Đấy. Rồi bây giờ mình chỉ chờ đợi cái con bùa xanh thôi mà không thấy bùa xanh đâu ca.
Không thấy bùa xanh đâu cả, chán luôn đấy. Rồi, bùa xanh của tôi đâu hết rồi, chả thấy đâu cả. Rồi ok, ra bùa xanh rồi, bây giờ là quay trở lại thôi, không để cướp được nữa. Lần này mà để cướp thì thôi, chả bỏ game luôn. Rồi bây giờ là có bùa xanh này tràn đầy sức sống rồi, giờ mình sẽ cố gắng đi canh nha. Zephyr là một vị tướng cơ động, là một vị tướng khống chế cao và cũng như là có khả năng dồn sát thương bắt xạ thủ rất tốt. Kể ra mà anh em thấy nha, những cái xạ thủ mất rồi, những cái xạ thủ mà được bảo kê tốt như Violet, như là Thỏ Slim, như là Theonat chẳng hạn, nếu mà được tăng cơ đối phương bảo kê tốt thì rất là khó động chạm vào, nhưng mà đối với Zephyr là khá là đơn giản. Với bộ kỹ năng cơ động như thế này thì không có gì việc gì ngại ngần cả. Khi mà lướt chiêu 1 này, chiêu cuối này, hầu như là mình sẽ sử dụng bộ kỹ năng là chiêu cuối này vào cấu rìa phát là mình đã nhảy ra bằng cái chiêu thứ hai, à chiêu đầu tiên. Đấy, việc cái khả năng cấu rìa như thế là khá tốt rồi. Bây giờ thì chưa có cơ hội canh, nhưng bây giờ lại ơi vậy. Hiện tại mình đang đánh cùng với thành viên của TTG, đánh cùng đeo danh cho dễ, chứ còn đánh một mình và gặp chung game thôi. Đấy, cả đánh cùng với nào lên bảng mày ai mạng thơm quá, đánh cùng với TTG Trang đó. TTG anh em nghe từ Trang là biết rồi, con gái không, anh em đừng có nghĩ bậy là mình cáo danh gái nha. Chứ là mình đánh cùng như thế này cho nó đơn giản thôi, chứ còn nếu mà leo danh một mình rất là khó, rất là khó nha. Chứ còn thật sự thì đánh một mình cũng được, nhưng mà leo danh khó lắm, kiểu dây rất là ức chế anh em chơi. Nếu mà anh em nếu mà leo danh tốt thì mình luôn khuyên anh em đó là leo danh với cái hàng trở bộ 3. Khi mà leo danh như thế thì anh em sẽ có được đồng đội của mình tốt hơn. Đấy, mời thành viên là tốt hơn, đỡ gặp AFK chẳng hạn. Đấy, anh em hiểu rõ nhau rồi còn gì. Hiểu rõ về cái khả năng cầm vị tướng này, cầm vị tướng nọ, và khả năng khi mà có cái trình độ kỹ năng đánh League Mobile tốt anh em mời vào. Chứ còn nếu mà đánh để xếp hàng chờ đơn thì toàn gặp chôn game thôi. Rồi, đây, cái gì đây, cái gì đây. Còn anh em nào thấy muốn xin link Facebook của những cái bạn gái trong clan thì có thể liên hệ mình sẽ paste hẳn link Facebook cho anh em luôn. Đấy, nhưng mà tạ lắm, đừng có. Rồi, thôi. Nào, đây này, bắt xạ thủ này. Rồi, một mạng. Tao nát về sâu quá, mình không thể bắt được, vào tận trụ đi kia. Lên bảng vậy. Tiếp tục 6 mạng rồi. Đó, anh em thấy nhìn thấy rất là xanh. Bây giờ mình sẽ móc đằng sau và bắt Tao nát, chắc là đang biến về. Ồ, tỉnh thật, thanh niên này chạy bộ về chứ không phải biến về, trời ơi. Phát đấy biến về là chết rồi đấy. Mà lại chạy bộ về, công nhận là muốn người đẹp dáng khỏe nên chạy bộ về làm gì. Đó, hiện tại rất là xanh rồi. Với cái chiêu cuối và chiêu đầu tiên anh em có thể cấu rỉa máu ở gần vậy là mất hơn nửa cái máu của sát của xạ thủ team họ nha, như của Telnet chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì lợi thế quá lớn về team mình, khi mà anh em thấy là về cái lượng mạng chênh lệch thì 98. Nó không có gì gọi là quá là cao cả hai bên, nếu mà so về lượng vàng với cái điểm hạng gục này thì khá cân bằng. Nhưng mà anh em đặc biệt là team mình đã đẩy được khá là nhiều trụ của đối phương. Đấy, hai cái trụ rồi, thế nên anh em biết là nó sẽ hơn, và cũng như là lượng vàng kiếm được từ rồng thì team mình cũng ăn được khá nhiều. Vậy nên là hiện tại đang hơn đối phương. Nhưng mà chả biết đâu được, team ăn 9 mà mình ăn thử 6 mạng rồi. Cũng chả biết là thế nào. Rồi, cố gắng tập trung farm đã. Ok. Chưa mở ra tranh đội khi mà hai bên giờ chưa thấy có sai sót gì hết. Đây, hình như có thanh niên núp trong bụi này. Nhưng có thanh niên trong biết ngay con nuôi của mình chạy nhanh thế. Để ý bản đồ một chút nào. Chạy rất là nhanh luôn. Bây giờ không còn quái rừng mà farm rất là kinh khủng. Cái tính chất gọi là cái con này cơ động, thế nên là cũng có khả năng farm có thể ngang, không thể nào so sánh ngang bằng Nacrodot được, nhưng mà tầm sát thôi. Cũng gọi là rất là cơ động, này nào núp lùm nào. Trời ơi, không ai lên đường giữa đây, đây có quyền vương này thôi. Lộ rồi. Không ai, trời ơi, toàn ôm trụ như này thì đánh đấm gì. Đang kéo tính chất trận đấu về late game mà rõ đối phương có vẻ là thua thiệt lắm đâu. Nếu mà cái mạng hạ gục nó quá là chênh lệch thì còn có thể là ôm trụ được, chứ còn đây là làm gì đi đâu. Đối phương có xạ thủ, có pháp sư, có đỡ đòn, có khống chế cũng khá là nhiều chứ. Rồi. Rồi, ok, thương Lorinus mình đã lên được, mình sẽ lên cái thương Lorinus. À đâu nhầm. Đi rừng thì mang cái kiếm chi hồn đã, rồi đến một cái trang bị dày. Vừa nhìn bóng dáng, ê, quyền vương cho này, quyền vương về chơi luôn này, chiêu cuối rồi, cắm tê tái xịt rồi em ơi, hết rồi, ôi,
Vãi luôn, chạy rất là nhanh. Phê thế rồi. Chạy nhanh vậy trời. Ôi tèo nét này. Ô sao đi qua nhau không có lời chào hỏi nhỉ? Tưởng bắn mình vài phát chứ thanh niên này như ăn chay thì vậy. Không thèm giết người luôn. Không giết thì mình lại giết rồi. Có gì phải khó khăn đâu nhỉ? Hết sạch mana rồi. Bây giờ lại quay trở lại kiếm cái con bùa xanh thôi. Thật sự thì lúc nào mình cũng phải để ý đến cái con bùa xanh này. Nếu mà con vi tướng Zephyr này rất lắm combo, nếu mà anh thường sử dụng combo đầu tiên, nếu mà chuẩn xác ấy thì đầu tiên anh em di chuyển tới đối phương này. Nếu mà cái khoảng cách mà của anh em tới đối phương khi mà sử dụng chiêu cuối chưa tới ấy, khoảng cách quá là xa thì anh em có thể là sử dụng chiêu đầu tiên này để giúp hắn khoảng cách. Tiếp đến là sử dụng chiêu đầu tiên chiêu cuối luôn để có thể là tiếp cận đối phương một cách dễ dàng nha. Rồi sau đó sử dụng chiêu thứ hai như này này. Đó, lên bảng em ơi. Tiếp tục nào. Ôi ôi đông thế thôi em không cân được hai đâu. Ôi chạy đuổi làm sao được Zephyr nhờ. Đuổi sao? Bộ kỹ năng hồi rất là nhanh với cái chiêu đầu tiên này, hồi cực kỳ nhanh luôn đấy. Vừa tính một chút thôi, thoải mái đi. Thoải mái đi, lại chiêu cuối. Chán rồi à? Không có đuổi à? Chán thật sự, không đuổi nhau gì cả. Đáng là mèo bắt chuột mà. Khổ thế. Đây, ôi trời ơi đông thế, thật tình hình là bỏ cái trụ đứng giữa thôi. Không giữ được cái trụ đứng giữa đâu. Rồi, thôi mất cái con sói rồi. Khá đơn giản thôi mà anh em. Thật sự nếu mà nói về vị tướng dễ chơi thì Zephyr mình đây là vị tướng không hề khó gì cả này. Bắt xạ thủ đừng có bắt tanh làm gì cả đấy. Xạ thủ này. Ôi xạ thủ chạy mất rồi. Chạy đâu teo nét ơi. Hết đường chạy rồi em ơi. Lên bảng rồi, tiếp tục. Quá là xanh. Đẩy trụ đi. Trời ơi không có lính thì đẩy trụ sao? Chán thật, cứ mỗi lần không có lính rồi. Ôi đừng có băng trụ hổ báo vậy trời ạ. Chết cả đôi mạng bây giờ. Rồi chết cả đôi mạng luôn. Đây. Cái thánh Zeal này thì Zeal này lên bảng em ơi, knock out luôn. Nhảy một phát là sập trời, sập đất rồi. Thôi, trụ bắn. Té đi. Không ham hố làm gì cả, lính chưa lên. Và lính lên thì phát là đối phương lại hồi ra rồi, nhanh thế. Dù sao thì cũng lấy được cái trụ này rồi. Lấy đi em. Rồi, ok, nổ cái trụ và té đi. Bây giờ lại sang cướp cái con ngựa xanh. Rồi. Trang bị cho vị tướng này thì anh em có thể lên cái kiếm chi hồn, giày hộ vệ hoặc giày kim cường nhá. Tiếp đến là cái trang bị thương long này, ở áo choàng băng giá, áo choàng băng giá này, thương long áo choàng băng giá này. Một chút hầu như là các trang bị cho vị tướng này anh em cứ lên đỡ đòn hơn trưng choi này, cứ lên kiểu đỡ đòn là chính thôi. Chứ còn anh em mà lên quá là nhiều sát thương thì vị tướng cận chiến mà lên quá nhiều sát thương vào bốc hơi rất là nhanh. Vậy nên là cứ lên chống chịu mà cái lượng sát thương thì vẫn là cao. Đó, và hoặc là anh em lên một chút xuyên giáp từ cái Muramasa cũng được. Rồi, các trang bị cụ thể thì mình sẽ để ở cuối game nha. Chứ còn trong trận đấu thì mình nói rồi mình sẽ không thể nào sẽ không thể nào mà có thể để được. Tại vì là mình còn tập trung chơi nữa. Rồi. Bắt quyền vương á, bò lạc này. Sự thật là bắt quyền vương rất là khó khăn nhưng mà cố phải bắt rồi đấy, biết ngay mà. Tỉnh thế, trời ơi, choáng. Biết ngay lại chiêu cuối mà. Bắt bài xứ rồi nhưng mà không thể nào làm được gì vì cái chiêu cuối quyền vương chạy rất là tít. Phi rất là tít luôn. Đó, hiện tại phút thứ 12 rồi là nát đi tương rồi. Cơ hội đổi lần đẩy đối phương thì không cao. Bây giờ mỗi lần combat mà mình cứ bắt xạ thủ thôi, còn cái gì mà đánh đấm nữa. Xét tương chủ yếu là đó là xạ thủ thôi. Ok, kinh công này anh em ơi. Kinh công sớm đi. Hiện tại mình level 15 rồi. Ở mới phút thứ 12, cái này không phải gọi kinh công sớm, kinh công sớm thì phút thứ 6 nó ra phát là phải ăn luôn. Đó. Rồi. Kiếm Muramasa này. Sau đó là anh em thể lên huyết giáp, đấy là các trang bị nói chung thì nó vô cùng là khỏe nha. Về cái khả năng búp máu thì vẫn giữ được, khả năng chặn sát thương phép thì cũng được nhờ cái hôn dương choi. Rồi. Bây giờ này, sử dụng chiêu cuối này, xong lướt ra này. Đấy, cứ cấu diễn này cho mình thôi. Đó, mình lừa tình câu được cái chiêu cuối của Wonder Woman rồi. Thanh niên giả vờ AFK. Tiếp tục nhá, lại chiêu cuối, lại nhảy ra. Đấy, bộ kỹ năng cấu diễn trong trụ khá đơn giản. Nếu mà ví dụ anh em nhảy vào bằng chiêu cuối, xong anh em sử dụng chiêu thứ hai là khá là mất thời gian nhá. Thật sự mất thời gian mà còn bị giữ lại thì tôi phải chết sấp mặt trong trụ nữa thôi. Từ. Cứ sử dụng chiêu cuối rồi chiêu thứ hai chiêu đầu tiên ra cứ lao vào lướt ra cấu rửa máu như thế trong. Ôi giời ơi,
Thật sự thì để đẩy lính lên rất là khó, đừng băng trụ anh em. Rồi lướt ta. Đơn giản à, lừa tình thôi. Cáo sấp mặt bây giờ, đối phương có hai tanh rất là trâu. Rồi lướt ra. Ấy, đơn giản thôi mà. Ôi, con đường của mình sử dụng chiều cuối được kìa. Hai lần sử dụng chiều cuối. Ấy, kéo được người rồi, thôi kéo được xạ thủ kìa. Thôi vãi luôn, chiều cuối Alice đâu? Bây giờ mới thả ra làm ăn được cái gì, chết rồi. Chết rồi. Băng trụ hổ quá. Alice thả chiêu cuối chậm quá khi mà đối phương đã sử dụng hết bộ kỹ năng rồi. Với Mina vừa xong sử dụng chiêu cuối một phát ủ quà đặc kiều, đùa. Sợ thật. Mẹ sao tự nhiên một phát rồi. Trời ơi thua giờ, thua sắp mặt bây giờ. Ồ hay quá, chưa có lính kìa. Hay tuyệt vời. Khi mà đối phương chưa có lính lên, tuyệt vời quá. Hai bên cánh bây giờ team mình có quái đẩy khá là cao rồi. May ra đối phương chỉ lấy được cái trụ đầu tiên này thôi. Cái trụ này thôi chứ còn không thể lấy được cái trụ của nhà lính đâu. Tại vì khi mà xâm lập vào team mình đã ra gần hết rồi. Nào nhanh lên hộ đồ tôi cái. Hiện tại Mina khá là trâu, mình cần xuyên giáp. Mình cần xuyên giáp từ kiếm Muramasa. Rồi ra luôn này, không lấy được cái trụ luôn. Tuyệt vời. Cứ nghĩ là đối phương sẽ lấy được cái trụ mà không lấy được. Vẫn còn cơ hội, vừa xong mà thua ngược nữa, đáng lòng luôn. Thế là 1-2 combat xịt như vừa xong nữa thì thua sấp mặt. Mọi cố gắng ở đầu game đến giờ cuối game gọi là bị phá hoàng hết. Vừa xong có bộ kinh công đủ kiểu mà vẫn thua. Rồi bây giờ đi kiếm bùa xanh đồ. Ơ ngon vẫn còn này, hay quá. Không ai ăn thì mình ăn thôi rồi. Ai Diu kìa, Diu kìa. Diu định ăn gì? Ok bây giờ cần phải đẩy lính 3 đường cơ. Bây giờ mình sẽ đi dọn lính đá, đừng có combat vội. Đẩy hết toàn bộ 3 đợt lính liên lá. Chứ còn bây giờ mà anh em cứ ôm cái đường giữa thì thật sự thì không có lính đẩy thì rất là khó. Không ai đẩy lên đường kinh công vậy vãi luôn. Rồi. Trời ơi sao lại kéo vào đây con đường mình hay thế nhở. Xạ thủ này bắt xạ thủ ngoan quá. Trời ơi xạ thủ gờ đi kiểu gì đây, đánh đấm kiểu gì đây. Mình đã bắt được xạ thủ và pháp sư rồi. Bây giờ thì quá là nét, toàn tanh thì đánh đấm cái gì trời ạ. Ok và kết thúc trận đấu đây anh em, một pha combat. Thấy chưa anh em thấy chưa? Việc khả năng mà vị tướng Japhet này bắt xạ thủ rất là đơn giản thôi. Khi mà không được bảo kê, mang được bảo kê và anh em vẫn có thể nhảy được chiêu cuối vào. Rồi kết thúc trận đấu khá được rồi. Mình sẽ thử nhảy vào giữa cái cái nhà kia xem. Cái chỗ hồi máu của đối phương xem nào. Từ từ nào nhảy nào. Ôi kết thúc đẹp. Tiếp đất rất an toàn. Đó anh em cố gắng giữ hết clip này, mình sẽ để lại trang bị cho vị tướng Japhet nha. Rồi MVP là cái chắc rồi còn gì nữa. Đây 1 sao nữa em ơi. Ôi 2 sao luôn, không phải 1 sao. Khi mà đầy tinh túy rồi, nhảy luôn 2 sao. Ok, uầy 12.0 MVP rất là cao. Trận này nói chung thì mình đánh khá là ổn. Đó. Khi mà trong trận đấu này team đối phương thì có gì nhỉ? Zil là xanh nhất thôi. Còn hầu như cũng sàn sàn nhau cả. Ủa ơi, Thánh Zuka để ý 06 trời ơi. Ơi trời ơi, đánh cái gì đây? Lên giày Hermes là biết là sai lầm rồi. Ok, các trang bị cho vị tướng Japhet nha. Được rồi, Japhet của tôi đâu? Trang bị đầu tiên đó là Thương Long này. Giày kiên cường, áo choàng băng giá, huân chương choi, kiếm Muramasa và huyết giáp. Nếu mà trang bị đi rừng anh em thể thay bằng anh ăn thêm một cái trang bị đó là liền đặt kiếm chi hồn. Ok, cảm ơn người đã tham gia video mình. Bye bye.